Kính thưa đồng bào cả nước, quỳ xuống là tất cả anh em chúng ta cùng quỳ xuống đi. Kính thưa đồng bào cả nước, hôm nay tôi xin trân trọng đọc lời thề trước đồng bào cả nước. Lời thề của quốc: hôm nay ngày 26 tháng 4 năm Mậu Tuất, nhằm ngày mùng 9 tháng 6 năm 2018, nối tiếp truyền thống oai hùng dựng nước và giữ nước của tổ tiên suốt 4.000 năm lịch sử, nay dẫn nước đang hồi lâm nguy, chúng con là những người có tên dưới đây: 1. Trần Bản Lĩnh, thành phố Sài Gòn; 2. Ngô Văn Dũng, tỉnh Đắk Lắk; 3. Nguyễn Nguyên Thùy, tỉnh Thừa Thiên Huế; 4. Quỳnh Trương Ca, Đồng Tháp; 5. Phạm Văn Tám, thành phố Đà Nẵng; 6. Hoàng Trọng Mẫn, thành phố Đà Nẵng; 7. Lê Minh Thể, thành phố Cần Thơ; 8. Mai Butcher, kiều bào Mỹ; 9. Trần Hoàng Lan, thành phố Sài Gòn; 10. Nguyễn Văn Tâm, Đồng Tháp; 11. Lê Thị Bình, Cần Thơ; 12. Hồ Hùng, Tiền Giang; 13. Kim Yến, thành phố Sài Gòn; 14. Văn Cương, thành phố Huế; 15. Hương Trần, thành phố Huế; 16. Mai Bùi, Sài Gòn; 17. Võ Hà, Sài Gòn; 18. Thảo Phạm, Sài Gòn. Nguyễn Thị Trúc Bình Dương, Hồng Kông, Sài Gòn. Để chốt cái số để đẹp à. Một lòng quyết tử cho để dân tộc trường tồn, thề không để mất một tấc đất, một tấc biển vào tay bọn Tàu Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Dù phải đổi mạng cũng quyết đuổi chúng ra khỏi bờ cõi thiêng liêng của cha ông để lại. Nếu ai hiện diện trong buổi tuyên thệ hôm nay mà phản bội lại lời thề thì sẽ bị trời tru đất diệt. Xin thề. Cảm ơn quý đồng bào. Đây là cái buổi chúng tôi tuyên thề và là nói lên tinh thần của dân tộc của chúng ta theo tinh thần yêu nước mà ông cha chúng ta đã truyền lại. Thì nay chúng ta là những người thế hệ sau, những người thế hệ con cháu là phải quyết bảo vệ gìn giữ đất nước này, không có một thế lực nào, không có một kẻ thù nào mà dấn chiếm dù một tấc đất, dù một tấc đất cũng không thể. Cho nên là tất cả chúng tôi là Ngô Văn Dũng có với bút cơ biển mặn là trong cái tinh thần tự nguyện và cũng nguyện hiến thân xác này cho tổ quốc, cho non sông, cho đồng bào của chúng ta, và chúng tôi làm hết lòng những gì người dân nhân dân cần đến hoặc những gì mà tổ quốc này cần đến. Và tôi cũng xin gửi đến cái lời chia sẻ của bản thân mình, xin mời mỗi chúng ta đều chia sẻ lên rồi chúng ta sẽ chuyển vào bên trong. Tôi Huỳnh Trương Ca, Đồng Tháp, xin hứa với đồng bào toàn quốc một lòng quyết tử để dân tộc trường tồn. Bốn phương trời đất, mười phương chư Phật, thiên thần quỷ vật, những kẻ khúc mặt khúc mày, những anh hùng đã tự trần vì đất nước, hãy truyền cho chúng con một nghị lực bởi chúng con nguyện thể hiến đến giọt máu cuối cùng, dù có phải đổi đến giọt máu cuối cùng cũng quyết không cho Tàu Cộng tồn tại trên đất nước Việt Nam này. Chúng con sẽ hiến giọt máu cuối cùng cho đất mẹ. Xin các
vong hồn của những tử sĩ đã hy sinh vì đất nước. Hãy giúp chúng con, truyền tải cho chúng con một động lực, cho chúng con những ánh sáng để đòi được nhân quyền, đòi được quyền tự quyết. Chúng con khẳng định dù có hiến đến giọt máu cuối cùng cũng không thể cho nhà nước Việt Nam thành lập 3 đặc khu hành chính kinh tế, bởi vì những cái từ đặc khu hành chính kinh tế là những từ không thể chấp nhận được trên đất nước Việt Nam này. Và tất cả những cái điều luật nào của Việt Nam ra đời vi hiến, những biên bản văn bản nào, kết luận nào của chính phủ đưa đất nước này đến cái sự tồn vong, đưa đất nước này đến cái sự diệt vong, chúng con nguyện từ đây cho đến lúc chết, bất cứ một văn bản biên bản nào ký kết mà không có lòng dân quyết định, chúng con sẽ đấu tranh đến cùng. Chúng con cầu nguyện đồng bào của Việt Nam hãy chung lòng cùng chúng con đứng lên vì đất nước. Toàn dân Việt Nam hãy chung lòng với chúng con đứng lên đòi đất nước, đứng lên cùng đất nước đòi. Con là Hào Hùng. Hôm nay trước Hồng Thiên sông núi, con nguyện là bảo vệ đất nước, không cho đất nước rơi vào tay Tàu Cộng dù một tấc. Con nguyện lấy thân thể này, giọt máu cuối cùng của con cũng vì quê hương, vì đất nước này. Con xin thề, thưa toàn thể đồng bào trong cả nước, tôi Bảo Văn Tám sống tại Đà Nẵng, là một ngư dân thường đấu đầu với Trung Quốc, cho nên ngày hôm nay chúng tôi cam thù Trung Quốc vì nhà nước đã được thành lập bo khu của bo khu hành chính kinh tế. Cho nên chúng tôi vì một Trung Quốc đã cướp hồn sơ của chúng ta 43 năm mà hiện nay chúng ta chưa đùa được. Và ngày hôm nay chúng ta nếu mà đặt bơ khu hành chính kinh tế mà bòn vô cho Trung Quốc nữa thì ngày mai đất nước của chúng ta sẽ ra sao. Cho nên chúng tôi ngày hôm nay sẽ quyết xuống đường để bảo vệ một tấc đất, một tấc biển để cho dân tộc. Dù giọt máu cuối cùng chúng tôi sẽ sẵn sàng tại đất nước này để bảo vệ từng tấc đất, từng tấc biển cho vì tương lai cao ngay của chúng ta, vì dân tộc Việt Nam. Tôi xin quyết sống tại Đà Nẵng. Hôm nay trước hồn thiêng sông núi, những bậc anh linh cha ông của chúng ta, ngày hôm nay chúng tôi lập buổi tuyên thệ vì non sông, vì quốc gia dân tộc, vì hồn thiêng sông núi. Tôi xin thề sẽ giữ lại đất nước Việt Nam chúng ta, cho dù một tấc đất cũng không bao giờ để rơi vào tay Tổ Cộng. Tôi xin quyết tử. Thank you.
tâm tôi suy nghĩ của chị. Tôi tên là Mai Bố Trợ. Quỳ quỳ xuống cho nó thấy hết. Tất cả những người quỳ xuống cho thấy mặt. Tôi tên là Mai Bố Trợ. Tôi là kiều bào ở Mỹ. Tôi về đây với tình trạng như vậy, tôi không thể nào vô cảm. Tôi nguyện với lòng tất cả những gì tôi sẽ làm hôm nay cùng người dân của tôi. I want to tell anybody out of state and United States, I'm a migrant. I want to swear what I do, try to help my country back. That's why I wanna plead all young men to stand up, help us. And I like to do because that's my country. And I hope you people out there understand. That's all I have to say. Thank you. Thank you, everyone. Only you don't call Vietnamese. And I like to say that. Okay, thank you. Được chưa anh? Một lần nữa thế đi. Nguyễn cử cho cô 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 cô. Anh dấu lại. Chốt lại lời. Chốt lại lời thế đi. Kính thưa đồng bào trong cả nước, bây giờ giờ phút thiêng liêng mà chúng tôi đã nguyện như vậy, thì chúng tôi bây giờ chúng tôi xin một lần nữa xin thề cho tổ quốc, quốc sự, cho bảo vệ tổ quốc. Chúng tôi một lòng xin thề quyết tử để dân tộc trường tồn. Xin thề, xin thề, xin thề. Rồi mời anh em nào có cùng với mình. Rồi được rồi, bây giờ tôi sẽ chuyển diễn đàn vào bên trong để mời một số anh em mà có tinh thần mà hiện nay không có mặt để mời lên để chứng kiến cái tình cảm của mình và cái quyết tâm của mình cho tất cả nhân dân trong cả nước. Qua cái diễn đàn hôm nay, tinh thần những cái gì chúng tôi đã thể hiện lên với tinh thần là chỉ là bảo vệ tổ quốc thôi. Chúng tôi không làm được những điều gì, chúng tôi lúc nào cũng thượng tôn pháp luật. Và chúng tôi chỉ là những con người có tinh thần thật sự là yêu nước, không muốn một tấc đất nào, một tấc biển nào rời vào bất cứ một tay của Trung Quốc, và không có như là bất kỳ một thế lực nào có thể làm suy yếu hoặc mất đi cái nền văn minh cũng giống như nền kinh tế của Việt Nam. Và bây giờ tôi xin trân trọng mời các bạn nào có danh sách khi nãy hoặc có bạn nào bổ sung thì chúng ta có thể lên để đồng hành và nói lên cái sự quyết tâm của mình. Các bạn đánh ok chúng tôi sẽ mời anh nói đi. Vâng, tôi xin kính chào tất cả đồng bào cả nước và đồng bào hải ngoại, những người ở gốc Việt bất cứ trên mọi miền thế giới và đồng bào cả nước. Chúng ta không thể nói nhiều bởi vì luật pháp Việt Nam thừa đâu là phạm pháp đó. Những cái điều luật của nhà nước Việt Nam đã bóp chặt tự do ngôn luận của chúng ta, nhưng chúng ta có cách của chúng ta. Bởi vì các bạn phải biết truyền thông ở Việt Nam là một điều rất khó khăn để phát ngôn, nhưng hôm nay Uyên Thùy quyết định sẽ có những phát ngôn mà khiến cho tất cả toàn dân phải yên tâm. Chúng ta rút bài học từ Formosa, rút bài học từ dự án Formosa, rút bài học từ Bauxite Tây Nguyên, và rút những bài học nhỏ hơn nữa trên toàn cái lãnh thổ hình chữ S này. Tàu còng nó đã làm cho chúng ta quá đau thương.
thân xác của mẹ Việt Nam đã bị rắc bươm bởi những vết thương tàu còng. Đặc biệt gần nhất là chúng ta rút kinh nghiệm từ dự án Formosa. Một giờ, một tấc cũng không hợp tác với Trung Quốc. Một giờ, một tấc cũng không hợp tác với Trung Quốc. Chúng ta sẽ thí giọt máu cuối cùng đối với tàu còng, hiến giọt máu cuối cùng với đất mẹ Việt Nam, thí giọt máu cuối cùng với bọn tàu còng và hiến đến giọt máu cuối cùng của đất mẹ Việt Nam. Quyết một lòng không hợp tác với tàu còng. Vấn đề thứ hai, thành lập đặc khu hành chính kinh tế ở ba nơi trên các vùng miền của đất nước là một điều hết sức nhạy cảm, bởi vì điều đó là điều hoàn toàn không cần, chưa cần thiết đối với Việt Nam hiện nay. Đặc khu hành chính kinh tế là một điều hết sức nhạy cảm và cần phải phân tích rõ rệt, cần phải phân tích rõ rệt và cần phải trưng cầu dân ý. Cuộc biểu tình này nổ ra quyết định vận mệnh của đất nước khi chúng ta đòi được quyền phúc quyết của nhân dân. Chúng ta phải đòi bằng được cái quyền phúc quyết của nhân dân theo hiến định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, buộc nhà nước phải trao trả lại toàn tự quyết cho nhân dân. Nếu việc này ta không làm được, sẽ không làm gì được cả. Viên Thủy xin kính chào tất cả anh chị em, cộng đồng hải ngoại và bà con trong nước. Rồi, ưu tiên mời cho anh em. Cầu mong tất cả đều bình an và qua được ngày mai một cách bình an. Kính thưa tất cả các bạn, thưa đồng bào cả nước, chúng ta là công dân Việt Nam, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đó, căn cứ vào điều 44 của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi công dân Việt Nam phải có trách nhiệm trung thành cho Tổ quốc, và hôm nay chúng ta đang thể hiện cái điều đó. Và đồng thời cũng trong cái điều 44 của hiến pháp có quy định phản bội lại đất nước là tội nặng nhất. Đó, quý vị nên nhớ điều đó. Và tôi chỉ có bấy nhiêu lời thôi, tôi xin nhường lại cho anh Biển Mặn. Đó. Anh coi thằng nào bỏ vô nó phá như nàng lóc. Mà cái giờ này không phải là cái giờ để mình phản biện mất thời gian với nó. Đúng rồi. Đó, ngoài ra mời anh em nào ok đó thì lên nha. Mời bằng lĩnh nha, mời bằng lĩnh nha. Ngắn gọn. Và đây là tinh thần của dân tộc. Đó là tinh thần của ông cha chúng ta để truyền lại cho chúng ta, thì ngày hôm nay chúng ta phải phát huy trong tình hình đạo đức hiện nay. Bằng tinh thần, bằng lời nói, bằng hành động cụ thể. Mời bạn lĩnh lên để chia sẻ, nói lên tâm tư suy nghĩ của bạn. Rồi, xin mời thầy chào bạn. Xin chào diễn đàn dân chủ tiếng nói Biển Mặn. Hôm nay hiện tại 2151 người đang xem. Tôi chung chiếu, chung chân chung chiếu, một lòng với anh em mấy hôm nay, vì điều kiện chúng tôi tách ra, không có ở sát anh em, không ở bên bàn thờ anh linh tiên tổ của mẹ Việt Nam thiêng liêng. Anh Biển Mặn đừng nói ngoài, nó hơi làm tôi mất cái tập trung. Ai làm thì làm, anh cứ tập trung vô cái người của anh mời lên đi. Anh làm vậy anh người ta không phải okay. Alo, mọi người có nghe mình nói rõ không ạ? Anh cứ ngoài phải anh nói chữ nó bình xì á. Tôi xin nhắc lại, tên là Đỗ Thế Hoa, tên là Đỗ Thế Hoa, sinh năm 1968, hiện ở tại số 10C Nguyễn Anh Thủ, khu phố 3, quận 12, thành phố Sài Gòn. Xin đồng lòng tuyên thệ với những anh em tôi tại đó. Hôm nay vì điều kiện ban lĩnh không có mặt tại chỗ, nhưng cũng như là ban lĩnh có mặt tại chỗ, đồng lòng, đồng tâm, đồng quyết, đồng hưởng ứng, và phải nói một lòng theo chân, theo bước, theo chí của anh em chúng ta tuyên thệ
quyết tâm xuống đường. Ngày hôm nay chúng ta chỉ có một cái nắm đấm quyết tâm thể hiện lòng quyết tâm của chúng ta mà thôi. Cuộc biểu tình hôm nay cũng giống như những cuộc biểu tình trước đây. Chúng ta thề một đi không trở lại, một đi không về, một đi phải đánh đổi. Phải đánh đổi được cái gì? Bằng cả tâm lòng, bằng cả sinh mạng này. Tôi ủng hộ đường lối đấu tranh bắt bạo động, đường lối đấu tranh bằng biểu tình, đường lối đấu tranh bằng hiến pháp hiến định của nước Việt Nam đã đề ra. Bởi vì anh đề ra cái gì thì anh phải thực hiện. Trong đó tôi nhắc lại cho các bạn biết điều 11 là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, quyền xâm phạm lãnh thổ. Ai mà chống lại cái quyền mà xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng, cái quyền đòi lãnh thổ thiêng liêng, quyền độc lập tự chủ toàn vẹn lãnh thổ là phản bội tổ quốc. Hôm nay tôi xin nói ra các nhà an ninh, các nhà công an, các nhà mà đàn áp có cái ý đàn áp cuộc biểu tình là phản bội tổ quốc. Rồi mai bồi trường tí nha. Phản lộng bộ tổ quốc. Cái điều này đã ghi trong hiến pháp, đã ghi trong rất là nhiều người ok nhưng mà từ và điều 25 từ chúng ta là mỗi người chúng ta có quyền tự do ngôn luận, có quyền biểu đạt tình cảm, có quyền biểu đạt nguyện vọng và coi như là có quyền, trong đó có hai từ biểu tình nữa là coi như là chúng ta đấu tranh theo hiến pháp, không ai làm gì chúng ta cả. Bà con anh em có làm gì trong này rồi, không làm gì nó vi hiến. Và chúng ta trước cái họa mất nước, trước cái họa biển đảo tài nguyên rồi nó không còn nữa vì cái tình trạng tàu nó qua. Tại sao chúng ta rồi nó cái gì cũng là tàu hết, để cho băng lệnh nói hết đã. Hôm nay băng lệnh xin thề xin quyết một lòng, chúng ta chỉ có cái này thôi, cái lòng nhiệt huyết của chúng ta. Ta xin thề đi trong cuộc đi này là có thể là lần cuối cùng. Hồi hôm trên diễn đàn anh Đặng Ngọc Chiêu, anh Hoàng Ngọc Chiêu nói là nếu chúng ta biểu tình mà người ta không có chấp nhận thì chúng ta làm gì? Tôi nói người ta không chấp nhận thì chúng ta cứ việc biểu tình. Chúng ta có lòng dân, có lòng nhiệt huyết đòi lại cái nhân quyền, đòi lại quyền con người, quyền làm con người. Bởi vì người Việt Nam chúng ta hôm nay những cái đó không có. Không có tự do, không có dân chủ, không có nhân quyền. Chúng ta đi đòi lại những cái mà tối thiểu mà tuyên ngôn độc lập năm 1945 là mọi quyền, mọi người được có quyền bình đẳng, được quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, có quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là tuyên ngôn độc lập của Cộng sản đề ra. Tôi đòi cái đó mà, tôi đòi cái gì mà Cộng sản đề ra thôi. Chứ tôi không phải là tôi chống chế độ. Tôi đòi nhiêu đó là tôi được đủ rồi. Chứ không phải Cộng sản nói mà phải làm. Cộng sản nói phải người lòng dân. Cộng sản nói mà lòng dân không được, lòng dân uất ức, lòng dân nghẹn ngào. Hôm nay cả lòng dân đều như là một cái lò xo bị dùng nén 88 năm ở miền Bắc, 43 năm ở miền Nam, là dùng nén rất là nhiều lần rồi. Bây giờ thời điểm này là một thời điểm chúng ta sẽ tạo một cái lực để lò xo nó tung lên và đập tan tất cả. Rồi được rồi được rồi, mình chúng ta chỉ nói ngắn gọn, xúc tích còn nhiều khác dạ. Bằng lệnh này chúng ta chỉ nói rồi. Không phân tích nữa, giờ này không phân tích. Ok, bằng lệnh xin thề. Giờ này là chúng ta yêu cầu các bạn lên là không phân tích nữa, chúng ta đã phân tích quá nhiều rồi. Và bây giờ chúng ta thực hiện theo đúng luật, đúng nguyên pháp. Và xin mời Mai Bùi. Mai Bùi ok, và anh Hoàng Tướng Bạch. Rồi, ok, rồi, ai ok em mời, rồi. Ở bây giờ chúng ta không còn thời gian để phân tích bất cứ một cái gì nữa. Phân tích chúng ta đã phân tích cả năm nay rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có là con đường biểu ngữ lên, biểu lộ những cái tình cảm của mình và cái quyết tâm của mình và phải thực hiện. Rồi mời anh Linh ứng. Mời anh Linh ứng nha. Linh ứng như là nói ngắn gọn xúc tích. Còn rất là nhiều người ok. Chính vì vậy cho nên là chúng ta phải ngắn gọn. Ok anh, bên này cảm ơn anh Bỉ Mặn cho mình lên góp ý được. Ok, dạ tuyệt vời lời. Và hôm nay cũng như anh nói, không cần nói dông dài nữa. Ok, ngày hôm đúng nay rồi. Người hải ngoại chúng tôi cùng người ở trong nước Việt Nam, người dân ở trong nước Việt Nam, chúng tôi ủng hộ các anh chị em. Ok,
ngày hôm nay chúng ta phải đứng lên biểu tình bất bạo động, đúng không? Tại vì cái quốc hội của hiến pháp của Việt Nam cho người dân được có quyền biểu tình, không được bóp nghẹt người ta. Nếu mà Việt Nam mà chống đất nước người biểu tình, tức là cộng sản đất nước Việt Nam đang phản bội đất nước, đang phản bội lợi quê hương, đang phản bội người dân của mình. Hôm nay tôi chỉ có vài lời thôi. Đất nước Việt Nam còn, người dân Việt Nam còn, đất nước Việt Nam mất, người dân Việt Nam mất. Chỉ vậy thôi, ok. Cảm ơn anh Điện Mạng nha. Dạ. Rồi, rồi. Thật lấy nên rồi, ủng hộ. Okay. Cảm ơn anh nhiều, cho người khác lên. Cảm ơn anh Linh Hương. Đất nước của Việt Nam là của Việt Nam, dân Việt Nam, không có bất kỳ một thế lực nào mà có thể là điều khiển hoặc là bất cứ là trên đất nước của chúng ta cả. À, mời anh Hoàng Thu Bạch xúc tích gọn, còn rất là nhiều người nghe anh và không phân tích, đây là nói lên tinh thần. Đấy. Hoàng Tuấn xin chào Biển Mạng, chào tất cả anh em chị em trên diễn đàn. Ông đừng nghe chào nói. Tất cả 2,1 triệu người, ngàn người, 2,1 ngàn người đang xem trên cái live stream hôm nay. Thực sự hiện nay bên châu Âu thì 6 giờ sáng rồi, cũng đang đi làm trong thời gian giải lao. Dạ, thì cái thấy nhìn cái cử chỉ và hành động của các anh chị, Hoàng Tuấn rất đau lòng. Đau lòng cho quê hương dân tộc, đau lòng cho đất nước và vận mệnh sự tồn vong của con cháu chúng ta. Thì Hoàng Tuấn không biết nói gì qua những lời thiết tha kêu gọi. Mong rằng tất cả các cơ quan lãnh đạo, các từ công an tới quân đội, các anh mở mắt to anh ra mà xem. Lòng dân lộn một khi đất nước nổ, dân họ bỏ tâm bỏ huyết vì quê hương tổ quốc. Các anh là những phần tử lãnh đạo trung cấp, các anh hôm nay còn đứng phía câu là từ trong nước ra hải ngoại, những dân kiến thức, những hàm diện thật sự, các vị cùng với hội đoàn hay là tổ chức của anh Biển Mặn chị Quyên, thì chúng ta nên ủng hộ tinh thần này, tinh thần này, tinh thần của non sông, tinh thần của tổ quốc, tinh thần của dân tộc, tinh thần của tuổi trẻ, tinh thần của hồn thiêng sông núi. Các anh chị đón nhận Hoàng Tuấn ra nước mắt, qua thấy các anh chị tự nhiên, người ta là chân thường, người ta dám thề trước mặt tổ tiên ông bà hồn thiêng sông núi. Còn các anh, các chị, các quan chức, các anh hiện nay các anh làm, chúng ta là người Việt Nam máu đỏ da vàng, cái động tâm động lực đồng tiền không phải đi liền nấm ruột. Đồng tiền đó không giải quyết tất cả mọi việc. Đồng tiền là một cái tệ nạn thuộc hậu thối tha của chế độ Đảng Cộng sản Anh là. Hoàng Tuấn kêu lên đây mong anh chị đau lòng của một người con Việt sống ở xứ ngoài, hải ngoại, không cùng với anh chị được, tôi không còn biết nói gì. Mong những lời nói thiết tha này cho những cái tấm lòng hảo tâm của những cơ quan đơn vị truyền thông, tất cả nghệ sĩ, nhân nghệ sĩ, trí thức và hàm vị thật của cái chế độ Đảng Cộng sản. Các ông mở lòng ra đi, các ông nhìn lại người dân chúng tôi hiện nay đau thương đau khổ như thế nào. Trong cái vận mệnh đất nước hôm nay, chúng tôi đã quyết cùng với toàn quốc và trong những người dân hải ngoại, ngày mai cũng được, tôi hoàn toàn không cũng không phải. Rồi chúc quyền thì chúc tất cả những anh chị em trong cái đoàn biểu tình được nhiều may mắn và thuận lợi. Hoàng Tuấn sẵn sàng đêm nay sang Mỹ, Hoàng Tuấn sẽ cùng với hội đoàn Liên minh châu Âu ngày đêm nay, Hoàng Tuấn trực tiếp live tại Mỹ cùng với anh chị, ủng hộ tinh thần với chị. Rồi, chị em trong nước bạn hàng chỉ biết nói câu nói thôi. Ok. Rồi em xin chân thành cảm ơn một người con nơi xa xứ. Dạ. Rồi. Một người Việt Nam đang sống trên. Rồi bây giờ mời bạn nào có thể ok. Mọi người trong nước rồi. Ưu tiên anh em trong nước tí nha, ra anh em. Đang mời Minh Trí Phạm nha. Chúng ta chia sẻ mạnh mẽ ra ngay các bạn, bởi vì sợ nó sẽ bị mất sóng hoặc là bị cái gì đó là chúng ta mất. Cho nên chúng ta chia sẻ mạnh thôi. Nhà anh Tân Thái bình tĩnh, anh Tân Thái ơi, cái gì từ từ, ưu tiên cho một số anh. Đợi một tí. Mình vi phạm kết nối, mình ghê vi phạm kết nối không được.
Chào hết tất cả các anh chị em của chúng ta nha. Chào hết anh, chào anh Biển Mạng, chào chị Yến Thùy, chào hết tất cả các anh chị em, chào hết tất cả các anh chị em ở trên cái diễn đàn của anh Biển Mạng. Tâm thấy rất là cảm động, tâm thấy rất là cảm động khi thấy các anh chị em của chúng ta thắp ba nén nhang mà thề với lại hồn thiên sông núi, thì Tâm thấy rất nước mắt. Lúc đó là lúc Tâm thấy rất nước mắt, và sau đó thì Tâm thấy lên trên cái diễn đàn của Mimosa để chia sẻ. Thì bây giờ Tâm thấy trở lại cái diễn đàn của các anh chị em của chúng ta trong nước. Cảm ơn anh Biển Mạng, cảm ơn chị Yến Thùy, cảm ơn hết tất cả các anh chị em đã cho Tâm thấy lên cái diễn đàn. Thật quả thật, những cái công sức của anh chị em của chúng ta suốt gần 2 năm nay nó không có. Bữa này là cái cơ hội cuối cùng để thề với hồn thiên sông núi đi các anh chị em. Không còn cơ hội thứ hai đâu các anh chị em. Phải bảo vệ từng tấc đất của tiền nhân để lại, không cho Tàu Cộng đặt chân lên trên cái lãnh thổ của Việt Nam. Đất Việt Nam, Việt Nam ở, đất của Tàu Cộng, Tàu Cộng ở. Chúng là ba nước, mình phải có trách nhiệm giữ nước. Trách nhiệm này là cái trách nhiệm của toàn dân, chứ không phải cái trách nhiệm của riêng một cá nhân nào. Chúng ta đã bị mất hết tất cả hơn 88 năm qua. Ngày hôm nay chúng ta phải đứng lên để lấy lại những gì chúng ta đã mất. Chết chúng ta cũng phải lấy lại, để cho cái Đảng Cộng sản biết được cái lòng quả cảm của dân tộc Việt Nam. Ông cha của chúng ta tổ xương tổ máu cho cái thời ngày hôm nay là một cái tan hoang của đất nước, là một cái gian sân này giao hết cho rồi, rồi. Hãy đứng lên, Tân Thái kêu gọi toàn dân đứng lên, đứng lên xuống đường. Vào ngày mai các anh chị em chúng ta bảo trọng, các anh chị em của chúng ta sẽ thành công, dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ ca khúc khải hoàn khi toàn dân đứng lên. Tân Thái chỉ chia sẻ chừng đó thôi, Tân Thái trả cái diễn đàn lại cho anh Biển. Cảm ơn anh Biển Mạng đã cho Tân Thái lên rồi, rất cảm ơn anh Tân Thái, rất cảm ơn một người con, một người con đã. Việt Nam, một người con của Việt Nam đang sống tại một quốc gia khác, và như là xin mời bạn nào có thể lên chia sẻ tiếp ạ. Bạn nào có như là kệ nó đâu, thấy nó đâu, thôi kệ nó. Đỗ Hữu Tăng hả? Mai Bùi đâu rồi? Lên đi, Biển Mạng sẽ mời. Và đồng thời nữa, để không được để cho diễn đàn để trống, cho nên là bạn nào có thể tranh thủ, ok, Biển Mạng có mời. Nói lên tinh thần của mình, nói lên tấm lòng của mình, và nói lên cái sự quyết đoán của mình. Bạn nào ok, khi mà ok thì ok, nhiều quá bạn không mời được, mà khi thì không có, cho nên chúng ta phải... Rồi, nếu như vậy thì... bây giờ bạn nào không ok đúng không? Minh Trí, mời Minh Trí một lần người nữa đi. Rồi. Alo. Đang lên diễn đàn nè. Thôi bây giờ là mời Trí Nguyễn, nhưng mà không có được. Thì chắc có lẽ là tinh thần là như vậy. Bây giờ là để cho tất cả chúng ta được thể hiện lên. Mai Bùi một nữ, đại diện một người nữ đi. Lên cho một phái nữ. Có thể nói lên thay mặt cho phái nữ. Rồi Mai Bùi.
công minh. Không mời được Mai Bùi ơi. Thôi, đã mở chân ra cho phiên tụi nha. Làm vậy chứ mà lại biến. Rồi. Thôi bây giờ là chương trình của chúng tôi có thể là dừng tại đây. Bởi vì cái này là cái cũng đã thể hiện lên hết rồi. À, chuyện thể đã thể hiện lên hết rồi. Cho nên là có gì chúng tôi xin trân trọng, kính chào toàn thể đồng bào. Nước Việt Nam, người dân ở trong nước Việt Nam. Chúng tôi ủng hộ các người, các anh chị em, ok? Ngày hôm nay chúng ta phải đứng lên biểu tình bất bạo động, đúng không? Tại vì cái quốc hội của hiến pháp của Việt Nam cho người dân được có quyền biểu tình, không được bóp nghẹt người ta. Nếu mà Việt Nam mà chống người biểu tình, tức là Cộng sản đất nước Việt Nam đang phản bội đất nước, đang phản bội lợi quê hương, đang phản bội người dân của mình. Hôm nay tôi chỉ có vài lời thôi. Đất nước Việt Nam cũng... người dân Việt Nam còn, đất nước Việt Nam mất, người dân Việt Nam mất, chỉ vậy thôi, ok. Cảm ơn anh Điện Mạng nha. Dạ, rồi rồi, rồi, nên, rồi hộ, okay. Cảm ơn anh nhiều, cho người khác lên. Cảm ơn anh Linh Hương. Đất nước của Việt Nam là của Việt Nam, dân Việt Nam, không có bất kỳ một thế lực nào mà có thể là điều khiển hoặc là bất cứ là trên đất nước của chúng ta cả. À, mời anh Hoàng Thu Bạch xúc tích gọn, còn rất là nhiều người nghe anh. À, và không phân tích, đây là nói lên tinh thần. Đấy. Hoàng Tuấn xin chào Biển Mạng, chào tất cả anh em chị em trên diễn đàn, chào tất cả 2,1 triệu người, ngàn người, 2,1 ngàn người đang xem trên cái live stream hôm nay. Thật sự hiện nay bên châu Âu thì 6 giờ sáng rồi, cũng đang đi làm trong thời gian giải lao. Dạ, thì cái thấy nhìn cái cử chỉ và hành động của các anh chị, Hoàng Tuấn rất đau lòng. Đau lòng cho quê hương dân tộc, đau lòng cho đất nước và vận mệnh sự tồn vong của con cháu chúng ta. Thì Hoàng Tuấn không biết nói gì qua những lời thiết tha kêu gọi. Mong rằng tất cả các cơ quan lãnh đạo, ban cấp từ công an tới quân đội, các anh mở mắt to anh ra mà xem. Lòng dân lộn một khi đất nước nổ, dân họ bỏ tâm bỏ huyết vì quê hương tổ quốc. Các anh là những phần tử lãnh đạo trung cấp, các anh hôm nay còn đứng phía câu là từ trong nước ra hải ngoại, những nhân tức, những hàm vị thật sự, các vị cung với hội đoàn hay là tổ chức của anh Biển Mặn chỉ quyên thì chúng ta nên ủng hộ tinh thần này, tinh thần này, tinh thần của non sông, tinh thần của tổ quốc, tinh thần của dân tộc, tinh thần của tuổi trẻ, tinh thần của hồn thiên sông núi. Các anh chị đón nhận Hoàng Tuấn ra nước mắt, qua thấy các anh chị tự nhiên người ta là chân thường, người ta dám thề trước mặt tổ tiên ông bà hồn thiên trong núi. Còn các anh các chị các quan chức các anh hiện nay các anh làm, chúng ta là người Việt Nam máu đỏ da vàng, cái động tâm động lực đồng tiền không phải đi liền nấm ruột. Đồng tiền đó không giải quyết tất cả mọi việc. Đồng tiền là một cái tệ nạn tuột hậu thối tha của chế độ đảng cộng sản anh này. Hoàng Tuấn kêu lên đây, mong các anh chị đau lòng của một người con Việt sống ở xứ ngoài, hải ngoại. Không cùng với anh chị được, tôi không còn biết nói gì. Mong những lời nói thiết tha này cho những cái tấm lòng hảo tâm của những cơ quan, đơn vị, truyền thông, tất cả nghệ sĩ, nhân nghệ sĩ, trí thức và hàm vị thất của cái chế độ đảng Cộng sản. Các ông mở lòng ra đi. Các ông nhìn lại người dân chúng tôi hiện nay đau thương đau khổ như thế nào. Trong cái vận mệnh đất nước hôm nay, chúng tôi đã quyết cùng với toàn quốc và trong những người dân hải ngoại ngày mai cũng được. Tôi hoàn toàn không cùng, hoàn toàn không phải rồi chúc quyền thì chúc tất cả những anh chị em trong cái đoàn biểu tình được nhiều may mắn và thuận lợi. Hoàng Tuấn sẵn sàng đêm nay sang Mỹ, Hoàng Tuấn sẽ cùng với hội đoàn Liên minh châu Âu ngày đêm nay, Hoàng Tuấn trực tiếp live tại Mỹ cùng với anh chị, ủng hộ tinh thần với chị. Rồi chị em trong nước bạn hàng chỉ biết nói câu nói thôi. Ok. Rồi em xin chân thành cảm ơn một người cô nơi xa xứ. Dạ. Rồi. Một người Việt Nam đang sống trên. Rồi bây giờ mời bạn nào có thể ok. Mọi người trong nước cũng rồi. Ưu tiên anh em trong nước tí nha ga anh em.
đang mời mình vi phạm nha. Chúng ta chia sẻ mạnh mẽ ra ngay các bạn, bởi vì sợ nó sẽ bị mất sóng hoặc là bị cái gì đó là chúng ta mất. Cho nên chúng ta chia sẻ mạnh thôi. Dạ, anh Tân Thái bình tĩnh, anh Tân Thái ơi, cái gì từ từ, ưu tiên cho một số anh em. Tân Thái đợi chú. Đợi một tiếng. Mình vi phạm kinh, mình ghê vi phạm kinh nó không được. Chào hết tất cả các anh chị em của chúng ta nha. Chào hết anh, chào hết các bạn, chào chị Huy, chào hết tất cả các anh chị em, chào hết tất cả các anh chị em ở trên cái diễn đàn của anh Biển Mặn. Tâm thấy rất là cảm động, tâm thấy rất là cảm động khi thấy các anh chị em của chúng ta thắp ba nén nhang mà thề với lại hồn thiên sông núi, thì tâm thấy rất nước mắt. Lúc đó là lúc tâm thấy rất nước mắt, và sau đó thì tâm thấy lên trên cái diễn đàn của Mimosa để chia sẻ. Thì bây giờ Tân Thái trở lại cái diễn đàn của các anh chị em của chúng ta trong nước. Cảm ơn anh Biển Mạng, cảm ơn chị Yên Thùy, cảm ơn hết tất cả các anh chị em đã cho Tân Thái lên cái diễn đàn. Thật quả thật, những cái công sức của anh chị em của chúng ta suốt gần 2 năm nay nó không có được không. Bữa này là cái cơ hội cuối cùng để về với hồn thiên sông núi đi các anh chị em. Không còn cơ hội thứ hai đâu các anh chị em. Phải bảo vệ tự. Kính thưa đồng bào cả nước, quỳ xuống nào. Tất cả anh em chúng ta cùng quỳ xuống đi. Kính thưa đồng bào cả nước, hôm nay tôi xin trân trọng đọc lời thề trước đồng bào cả nước. Lời thề của quốc. Hôm nay ngày 26 tháng 4 năm Mậu Tuất, nhằm ngày mùng 9 tháng 6 năm 2018, nối tiếp truyền thống oai hùng dựng nước và giữ nước của tổ tiên suốt 4.000 năm lịch sử. Nay dẫn nước đang hồi lâm nguy, chúng con là những người có tên dưới đây: 1. Trần Bản Lĩnh, thành phố Sài Gòn; 2. Ngô Văn Dũng, tỉnh Đắk Lắk; 3. Nguyễn Nguyên Thùy, tỉnh Thừa Thiên Huế; 4. Quỳnh Trương Ca, Đồng Tháp; 5. Phạm Văn Tám, thành phố Đà Nẵng; 6. Hoàng Trọng Mẫn, thành phố Đà Nẵng; 7. Lê Minh Thể, thành phố Cần Thơ; 8. Mai Butcher, kiều bào Mỹ; 9. Trần Hoàng Lan, thành phố Sài Gòn; 10. Nguyễn Văn Tâm, Đồng Tháp; 11. Lê Thị Bình, Cần Thơ; 12. Hồ Hùng, Tiền Giang; 13. Kim Yến, thành phố Sài Gòn; 14. Văn Cương, thành phố Huế; 15. Phương Trần, thành phố Huế; 16. Mai Bùi, Sài Gòn; 17. Võ Hà, Sài Gòn; 18. Thảo Phạm, Sài Gòn. Nguyễn Thị Trúc Bình Dương mà không có Sài Gòn. Đợi chốt cái số là đẹp à. Một lòng quyết tử cho để dân tộc trường tồn. Thề không để mất một tấc đất, một tấc biển vào tay bọn Tàu Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Dù phải đổi mạng cũng quyết đuổi chúng ra khỏi bờ cõi thiêng liêng của cha ông để lại. Nếu ai hiện diện trong buổi tuyên thệ hôm nay mà phản bội lại lời thề thì sẽ bị trời tru đất diệt. Xin thề! Xin thề! Xin thề! Xin thề! Xin thề. Xin thề. Cảm ơn quý đồng bào. Đây là cái buổi chúng tôi tuyên thề và là nói lên tinh thần của dân tộc của chúng ta theo tinh thần yêu nước mà ông cha chúng ta đã truyền lại. Thì nay chúng ta là những người thế hệ sau, những người thế hệ con cháu là phải quyết bảo vệ gìn giữ đất nước này. Không có một thế lực nào, không có một kẻ thù nào mà dân chiếm dù một tấc đất, dù một tấc đất cũng không thể. Cho nên là tất cả chúng tôi là Ngô Văn Dũng, có với quốc cơ Biển Mặn là trong cái tinh thần tự nguyện và cũng nguyện
hiến thân xác này cho tổ quốc, cho non sông, cho đồng bào của chúng ta. Và chúng tôi làm hết lòng những gì người dân, nhân dân cần đến, hoặc những gì mà tổ quốc này cần đến. Và tôi cũng xin gửi đến cái lời chia sẻ của bản thân mình. Xin mời mỗi chúng ta đều chia sẻ lên rồi chúng ta sẽ chuyển vào bản thân. Tôi Huỳnh Chương Ca, Đồng Tháp, xin hứa với đồng bào toàn quốc một lòng quyết tử để dân tộc trường tồn. Bốn phương trời đất, mười phương chư Phật, thiên thần quỷ vật, những kẻ khúc mặt khúc mày, những anh hùng đã tự trần vì đất nước, hãy tiên cho chúng con một nghị lực bởi chúng con nguyện thể hiện lên giọt máu cuối cùng, dù có phải đổi đến giọt máu cuối cùng cũng quyết không cho tàu cộng tồn tại trên đất nước Việt Nam này. Chúng con sẽ hiến giọt máu cuối cùng cho đất mẹ. Xin các vong hồn của những tử sĩ đã hy sinh vì đất nước hãy giúp chúng con, truyền tải cho chúng con một động lực, cho chúng con những ánh sáng để đòi được nhân quyền, đòi được quyền tự quyết. Chúng con khẳng định dù có hiến đến giọt máu cuối cùng cũng không thể cho nhà nước Việt Nam thành lập ba đặc khu hành chính kinh tế, bởi vì những cái từ đặc khu hành chính kinh tế là những từ không thể chấp nhận được trên đất nước Việt Nam này. Và tất cả những cái điều luật nào của Việt Nam ra đời vi hiến, những biên bản văn bản nào, kết luận nào của chính phủ đưa đất nước này đến cái sự tồn vong, đưa đất nước này đến cái sự diệt vong, chúng con nguyện từ đây cho đến lúc chết, bất cứ một văn bản biên bản nào ký kết mà không có lòng dân quyết định, chúng con sẽ đấu tranh đến cùng. Chúng con cầu nguyện đồng bào của Việt Nam hãy chung lòng cùng chúng con. Qua cái diễn đàn hôm nay, tinh thần những cái gì chúng tôi đã thể hiện lên với tinh thần là chỉ là bảo vệ tổ quốc thôi. Chúng tôi không làm được những điều gì, chúng tôi lúc nào cũng thượng tôn pháp luật, và chúng tôi chỉ là những con người có tinh thần thật sự là yêu nước, không muốn một tấc đất nào, một tấc biển nào rời vào bất cứ một tay của Trung Quốc, và không có như là bất kỳ một thế lực nào có thể làm suy yếu hoặc mất đi cái nền văn minh cũng giống như nền kinh tế của Việt Nam. Và bây giờ tôi xin trân trọng mời các bạn nào có danh sách khi nãy hoặc có bạn nào bổ sung thì chúng ta có thể lên để đồng hành và nói lên sự quyết tâm của mình. Các bạn đánh ok, chúng tôi sẽ mời. Anh nói đi. Vâng, chúng tôi xin kính chào tất cả đồng bào cả nước và đồng bào hải ngoại, những người ở gốc Việt bất cứ trên mọi miền thế giới và đồng bào cả nước. Chúng ta không thể nói nhiều, bởi vì luật pháp Việt Nam cửa đâu là phạm pháp đó. Những cái điều luật của nhà nước Việt Nam đã bóp chặt tự do ngôn luận của chúng ta, nhưng chúng ta có cách của chúng ta.
Bởi vì các bạn phải biết, truyền thông ở Việt Nam là một điều rất khó khăn để phát ngôn. Nhưng hôm nay Uyên Thùy quyết định sẽ có những phát ngôn mà khiến cho tất cả toàn dân phải yên tâm. Chúng ta rút bài học từ Formosa, rút bài học từ dự án Formosa, rút bài học từ bauxite Tây Nguyên, và rút những bài học nhỏ hơn nữa trên toàn cái lãnh thổ hình chữ S này. Tàu còng nó đã làm cho chúng ta quá đau thương. Thân xác của mẹ Việt Nam đã bị rách bươm bởi những vết thương tàu còng. Đặc biệt gần nhất là chúng ta rút kinh nghiệm từ dự án Formosa. 1 giờ một tấc cũng không hợp tác với Trung Quốc. 1 giờ một tấc cũng không hợp tác với Trung Quốc. Chúng ta sẽ thí giọt máu cuối cùng đối với tàu còng, hiến giọt máu cuối cùng với đất mẹ Việt Nam, thí giọt máu cuối cùng với bọn tàu còng, và hiến đến giọt máu cuối cùng của đất mẹ Việt Nam. Quyết một lòng không hợp tác với tàu còng. Vấn đề thứ hai, thành lập đặc khu hành chính kinh tế ở 3 nơi trên các vùng miền của đất nước là một điều hết sức nhạy cảm, bởi vì điều đó là điều hoàn toàn không cần, chưa cần thiết đối với Việt Nam hiện nay. Đặc khu hành chính kinh tế là một điều hết sức nhạy cảm và cần phải phân tích rõ rệt, cần phải phân tích rõ rệt và cần phải trưng cầu dân ý. Cuộc biểu tình này nổ ra quyết định vận mệnh của đất nước khi chúng ta đòi được quyền phúc quyết của nhân dân. Chúng ta phải đòi bằng được cái quyền phúc quyết của nhân dân theo hiến định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, buộc nhà nước phải trao trả lại toàn tự quyết cho nhân dân. Nếu việc này ta không làm được sẽ không làm gì được cả. Uyên Thùy xin kính chào tất cả anh chị em, cộng đồng hải ngoại và bà con trong nước. Cầu mong tất cả đều bình an và qua được ngày mai một cách bình an. Kính thưa tất cả các bạn, thưa đồng bào cả nước, chúng ta là công dân Việt Nam, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đó, căn cứ vào điều 44 của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi công dân Việt Nam phải có trách nhiệm trung thành cho Tổ quốc, và hôm nay chúng ta đang thể hiện cái điều đó. Và đồng thời cũng trong cái điều 44 của hiến pháp có quy định phản bội lại đất nước là tội nặng nhất. Đó, quý vị nên nhớ điều đó. Và tôi chỉ có bấy nhiêu lời thôi, tôi xin nhường lại cho anh Biển Mặn. Đó. Anh coi thằng nào mà bò nói vô nó phải như nàng lóc. Mà cái giờ này không phải là cái giờ để mình phản biện mất thời gian với nó. Đúng rồi. Đó, ngoài ra mời anh em nào ok đó thì lên nha. Mời bằng lĩnh nha, mời bằng lĩnh nha. Ngắn gọn. Và đây là tinh thần của dân tộc. Đó là tinh thần của ông cha chúng ta để truyền lại cho chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta phải phát huy trong tình hình đất nước hiện nay. Bằng tinh thần, bằng lời nói, bằng hành động cụ thể. Mời bạn lĩnh lên để chia sẻ, nói lên tâm tư suy nghĩ của bạn. Rồi, mời xin chào bạn lĩnh. Xin chào diễn đàn dân chủ tiếng nói Biển Mặn. Hôm nay hiện tại 2151 người đang xem. Tôi chung chiếu, chung chân chung chiếu, một lòng với anh em mấy hôm nay, vì điều kiện chúng tôi tách ra, không có ở sát anh em, không ở bên bàn thờ anh linh tiên tổ của mẹ Việt Nam thiêng liêng. Đứng lên vì đất nước. Toàn dân Việt Nam hãy chung lòng với chúng con, đứng lên đòi đất nước, đứng lên cùng đất nước đòi. Con là hào hùng. Hôm nay trước hồn thiêng sông núi, con nguyện là bảo vệ đất nước, không cho đất nước rơi vào tay tàu cộng dù một tấc
con nguyện lấy thân thể này, giọt máu cuối cùng của con cũng vì quê hương, vì đất nước này. Con xin thề, kính thưa toàn thể đồng bào trong cả nước, tôi Phạm Văn Tám sống tại Đà Nẵng, là một ngư dân thường đấu đầu với Trung Quốc. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cam thù Trung Quốc vì nhà nước đã được bo, là thành lập bo khu. Bo khu hành chính kinh tế. Cho nên chúng tôi vì một Trung Quốc đã cướp hòn sơ của chúng ta 43 năm mà hiện nay chúng ta chưa đùa được. Mà ngày hôm nay chúng ta nếu mà đặt bo khu hành chính kinh tế mà bòn vô cho Trung Quốc nữa thì ngày mai đất nước của chúng ta sẽ ra sao. Cho nên chúng tôi ngày hôm nay sẽ quyết xuống đường để bảo vệ một tấc đất, một tấc biển để cho dân tộc. Dù giọt máu cuối cùng chúng tôi sẽ sẵn sàng tại đất nước này để bảo vệ từng tấc đất, từng tấc biển cho vì tương lai cao ngay của chúng ta, vì dân tộc Việt Nam. Tôi xin quyết Hoàng Trọng Mẫn sống tại Đà Nẵng, hôm nay trước hồn thiêng sông núi, những bậc anh linh cha ông của chúng ta, ngày hôm nay chúng tôi lập buổi tuyên thệ vì non sông, vì quốc gia dân tộc, vì hồn thiêng sông núi. Tôi xin thề sẽ giữ lại đất nước Việt Nam chúng ta, cho dù một tấc đất cũng không bao giờ để rơi vào tay tổ cộng. Tôi xin quyết tử. Tôi tên là Mai Bố Trợ. Tôi là kiều bào ở Mỹ. Tôi về đây với tình trạng như vậy, tôi không thể nào vô cảm. Tôi nguyện với lòng tất cả những gì tôi sẽ làm hôm nay cùng người dân của tôi. I want to tell anybody out of state and United States, I'm a Mai Bố Trợ. I want to swear what I do, try to help my country back. That's why I wanna plead all young men stand up, help us. And I like to do because that's my country. And I hope you people out there understand. That's why I have to say thank you. Thank you everyone. Only you don't call Vietnamese. And I like to say that. Okay, thank you. Được chưa anh? Kính thưa đồng bào trong cả nước, bây giờ giờ phút thiêng liêng mà chúng tôi đã nguyện như vậy, thì chúng tôi bây giờ chúng tôi xin một lần nữa xin thề cho tổ quốc, cho bảo vệ tổ quốc. Xin mời các bạn.
anh đọc có câu gì đó chúng tôi một lòng xin thề quyết tử để dân tộc trường tồn. Xin thề, xin thề, xin thề. Rồi mời anh em nào có cùng với mình. Rồi được rồi, bây giờ tôi sẽ chuyển diễn đàn vào bên trong để mời một số anh em mà có tinh thần mà hiện nay không có mặt để mời lên để chứng kiến cái tình cảm của mình và cái quyết tâm của mình cho tất cả nhân dân trong cả nước. Anh Biển Mặn đừng nói ngoài nó hơi làm tôi mất cái tập trung. Ai làm thì làm, anh cứ tập trung vô cái người của anh mời lên đi. Anh làm vậy anh người ta không phải. Okay. Alo. Mọi người có nghe mình nói rõ không ạ? Thẳng đứng ngoài phải anh. Nói chữ nó bình xì á. Tôi xin nhắc lại. Tên là Đỗ Thế Hoa. Tên là Đỗ Thế Hoa, sinh năm 1968, hiện ở tại số 10C, Nguyễn Anh Thủ, khu phố 3, quận 12, thành phố Sài Gòn. Xin đồng lòng tuyên thệ với những anh em tôi tại đó. Hôm nay, vì điều kiện, ban lĩnh không có mặt tại chỗ, nhưng cũng như là ban lãnh có mặt tại chỗ, đồng lòng, đồng tâm, đồng quyết, đồng hưởng ứng và phải nói một lòng theo chân, theo bước, theo chí của anh em chúng ta tuyên thệ quyết tâm xuống đường. Ngày hôm nay chúng ta chỉ có một cái nắm đấm quyết tâm thể hiện lòng quyết tâm của chúng ta mà thôi. Cuộc biểu tình hôm nay không giống như những cuộc biểu tình trước đây. Chúng ta thề một đi không trở lại, một đi không về, một đi phải đánh đổi. Phải đánh đổi được cái gì? Bằng cả tâm lòng, bằng cả sinh mạng này. Tôi ủng hộ đường lối đấu tranh bắt bạo động, đường lối đấu tranh bằng biểu tình, đường lối đấu tranh bằng hiến pháp hiến định của nước Việt Nam đã đề ra. Bởi vì anh đề ra cái gì thì anh phải thực hiện. Trong đó tôi nhắc lại cho các bạn biết điều 11 là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, quyền xâm phạm lãnh thổ. Ai mà chống lại cái quyền mà xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng, cái quyền đòi lãnh thổ thiêng liêng, quyền độc lập tự chủ toàn vẹn lãnh thổ là phản bội tổ quốc. Hôm nay tôi xin nói ra các nhà an ninh, các nhà công an, các nhà mà đàn áp có cái ý đàn áp của biểu tình là phản bội tổ quốc. Rồi mai bùi trường tí nha. Phản lộng bội tổ quốc, cái điều này đã ghi trong hiến pháp, đã ghi trong rất là nhiều người ok đó. Nhưng mà từ và điều 25 từ chúng ta là mọi người chúng ta có quyền tự do ngôn luận, có quyền biểu đạt tình cảm, có quyền biểu đạt nguyện vọng và coi như là có quyền, trong đó có hai từ biểu tình nữa là coi như là chúng ta đấu tranh theo hiến pháp. Không ai làm gì chúng ta cả. Bà con anh em có làm gì trong này rồi. Không làm gì nó vi hiến. Và chúng ta trước cái họa mất nước, trước cái họa biển đảo tài nguyên rồi. Nó không còn nữa. Vì cái tình trạng tàu nó qua. Tại sao chúng ta rồi, rất, cái gì rất... cũng là tàu hết. Để cho băng lệnh nói hết đã. Hôm nay băng lệnh xin thề xin quyết một lòng, chúng ta chỉ có cái này thôi, cái lòng nhiệt huyết của chúng ta. Ta xin thề một đi trong cuộc đi này là có thể là lòng cuối cùng. Hồi hôm trên diễn đàn anh Đặng Ngọc Diêu, anh Hoàng Ngọc Diêu nói là nếu chúng ta biểu tình mà người ta không có chấp nhận thì chúng ta làm gì? Tôi nói người ta không chấp nhận thì chúng ta cứ việc biểu tình. Chúng ta có lòng dân, có lòng nhiệt huyết đòi lại cái nhân quyền, gọi lại quyền con người, quyền làm con người. Bởi vì người Việt Nam chúng ta hôm nay những cái đó không có, không có tự do, không có dân chủ, không có nhân quyền. Chúng ta đi đòi lại những cái mà tối thiểu mà tuyên ngôn độc lập năm 1945 là mọi quyền, mọi người được có quyền bình đẳng, được quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, có quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.
đó là tuyên ngôn độc lập của cộng sản đề ra. Tôi đòi cái đó, mà tôi đòi cái gì mà cộng sản đề ra đó. Chứ tôi không phải là tôi chống chế độ. Tôi đòi nhiêu đó là tôi được đủ rồi. Chứ không phải cộng sản nói mà phải làm. Cộng sản nói phải vừa lòng dân. Cộng sản nói mà lòng dân không được, lòng dân uất ức, lòng dân nghẹn ngào. Hôm nay cả lòng dân đều như là một cái lò xo bị dùng nén 88 năm ở miền Bắc, 43 năm ở miền Nam, là dùng nén rất là nhiều lần rồi. Bây giờ thời điểm này là một thời điểm chúng ta sẽ tạo một cái lực để lò xo nó tung lên và đập tan tất cả. Được rồi. Mình à, chúng ta chỉ nói ngắn gọn, xúc tích còn nhiều khác rồi. Băng lĩnh này à, chúng ta chỉ nói rồi. Không phân tích nữa, giờ này không phân tích. Ok, băng lĩnh xin thề. Giờ này là chúng ta yêu cầu các bạn lên là không phân tích nữa, chúng ta đã phân tích quá nhiều rồi. Và bây giờ chúng ta thực hiện theo đúng luật, đúng hiến pháp. Và xin mời Mai Bùi. Mai Bùi ok, và anh Hoàng Tướng Bạch. Rồi. Ok, ai ok ai mời. Rồi. Ở bây giờ chúng ta không còn thời gian để phân tích bất cứ một cái gì nữa. Phân tích chúng ta đã phân tích cả năm nay rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có là con đường biểu ngữ lên, biểu lộ những cái tình cảm của mình và cái quyết tâm của mình, và phải thực hiện. Rồi mời anh Linh ứng. Mời anh Linh ứng nha. Linh ứng như là nói ngắn gọn xúc tích. Còn rất là nhiều người ok. Chính vì vậy cho nên là chúng ta phải ngắn gọn. Ok anh, bên này cảm ơn anh Bỉ Mặn cho mình lên góp ý được. Ok, dạ thật dạ lời. Và hôm nay cũng như anh nói, Không cần nói dông dài nữa. Ok, ngày hôm đúng nay rồi. Người hải ngoại chúng tôi cùng người ở trong